Các cầu thủ bóng đá nam hàng đầu châu Á sẽ tập trung tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 để tham dự AFC Asian Cup 2023. Qatar được kỳ vọng sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch trên sân nhà, nhưng Nhật Bản, Úc, Ả Rập Saudi và Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức để bước lên ngôi vị cao nhất. Đội trưởng Hàn Quốc Son Heung-min là ngôi sao lớn nhất tham gia giải đấu, nhưng tiền đạo Mehdi Taremi của FC Porto sẽ hy vọng đưa Iran đến vinh quang và thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với những cầu thủ có thể tỏa sáng tại Asian Cup lần thứ 18. Son Heung-min, Hàn Quốc. Sau khi khẳng định mình là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới nhờ thành tích ở câu lạc bộ tại Đức và Anh, Son Heung-min rất muốn dẫn dắt Hàn Quốc tới chức vô địch Asian Cup đầu tiên kể từ năm 1960. Dù có khả năng chơi ở hầu hết các vị trí trên hàng công và tiền vệ, nhưng khả năng ghi bàn của anh đã gây chú ý trong những mùa giải gần đây. Như việc Son Heung-min đã chia sẻ chiếc giày vàng ngoại hạng Anh với Mo Salah vào năm 2022, ghi được 12 bàn sau 20 lần ra sân ở ngoại hạng Anh mùa này. Son sẽ hy vọng mang phong độ ở câu lạc bộ đến Qatar và đưa Hàn Quốc đến vinh quang Asian Cup. Hoàng Hee-chan, Hàn Quốc. Mặc dù Son Heung-min là trụ cột của Hàn Quốc, nhưng anh không phải là cầu thủ ghi bàn nổi bật duy nhất của đội bóng này. Đội bóng xứ Kim Chi còn có Hoàng Hee-chan của Wolves đã ghi 10 bàn ở ngoại hạng Anh mùa này và đang có phong độ tốt. Nếu Hàn Quốc tiến sâu vào giải đấu, Hoàng có thể bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của Wolves. Bầy sói phải đối mặt với Manchester United và Brentford trên sân nhà, cũng như có chuyến làm khách tới sân của Chelsea. Kaoru Mitoma, Nhật Bản. Hiện là một tài năng nổi tiếng ở ngoại hạng Anh, Kaoru Mitoma là nhân vật chủ chốt của Nhật Bản tại World Cup. Anh đã giúp đất nước mặt trời mọc giành chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại Qatar. Mặc dù nở muộn ở tuổi 26, nhưng Mitoma vẫn được nhiều người đánh giá là một trong những cầu thủ thú vị nhất ở ngoại hạng Anh. 7 bàn thắng của anh ở mùa giải trước đã giúp Brighton đứng thứ 6 mùa trước và đủ điều kiện tham dự Europa League. Mitoma gần đây đã gặp khó khăn, nhưng được kỳ vọng sẽ đủ sức khỏe để tham gia phần lớn giải đấu Asian Cup năm nay. Kubo Takefusa, Nhật Bản. Từng là thân đồng của Barcelona và Real Madrid, Kubo Takefusa đã bắt đầu phát huy hết tiềm năng của mình tại Real Sociedad trong vài mùa giải gần đây. Kubo có biệt danh là Messi Nhật Bản khi anh chơi cùng Ansu Fati tại Học viện La Masia nổi tiếng Barcelona. Tuy nhiên, tiền đạo thuận chân trái chưa bao giờ thi đấu cho đội một gã khổng lồ Tây Ban Nha và được cho mượn đến Mallorca, Villarreal, Getafe và sau đó là Mallorca. Vào tháng 7 năm 2022, Kubo ký hợp đồng dài hạn với Real Sociedad và trở thành trụ cột của đội bóng xứ Basque nhờ tốc độ, những pha đi bóng lắt léo từ cánh phải và khả năng sút xa uy lực. Ở cấp độ đội tuyển thì Kubo được triệu tập lên tuyển Nhật Bản lần đầu tiên ngay trước sinh nhật thứ 18, nhưng phải đến tháng 6 năm 2019 mới ra mắt. Mặc dù thừa nhận sự thất vọng khi phải nghỉ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, nhưng giờ đây Kubo muốn góp phần giúp Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup lần thứ 5 trong lịch sử. Salem Al-Dassari, Ả Rập Saudi. Salem Al-Dassari sẽ mãi được nhớ đến khi đã ghi bàn ấn định chiến thắng ngoạn mục cho Ả Rập Xê Út trong trận mở màn FIFA World Cup Qatar 2022 trước Argentina. Cầu thủ chạy cánh này đã ghi thêm 2 bàn nữa trong giải đấu đó để san bằng kỷ lục ghi 3 bàn tại World Cup cho Ả Rập Saudi của Sami Al-Jaber. Là cựu binh 11 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Al-Dassari có thể ghi những bàn thắng ngoạn mục và đã ghi 22 bàn sau 78 lần ra sân. Connor Metcalf, Úc. Connor Metcalf hiện đang chơi bóng ở hạng 2 Đức cho St. Pauli, nhưng anh hứa hẹn sẽ được chơi ở những sân khấu lớn hơn trong tương lai gần. Tiền vệ này là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch A-League 2020-2021 của Melbourne City và được trao huy chương Harry Kewell với tư cách là cầu thủ trẻ của Úc xuất sắc nhất mùa giải đó. Sau khi giúp Melbourne City giữ được vương miện A-League, Metcalf chuyển đến câu lạc bộ nổi tiếng Hamburg và giúp đội bóng này đứng thứ 5 ở Bundesliga 2. Và mùa giải này ở Đức, anh cũng đã giúp St. Pauli giành vị trí thứ 2 trước kỳ nghỉ đông. Connor Metcalf cũng đã giành được những bàn thắng đẹp nhất tháng 9 nhờ pha lập công mở tỷ số ấn tượng trong chiến thắng 5-1 trước Holstein Kiel. Mehdi Taremi, Iran. Là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở quê nhà cho Persepolis, Mehdi Taremi đã phải chấp hành lệnh cấm thi đấu 4 tháng ở mùa giải 2017-2018 sau khi tự đồng ý thỏa thuận gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Kayko Rizepol. Vào tháng 1 năm 2018, anh đến Al-Gharafa tại Qatar và tiếp tục ghi bàn thường xuyên. Cuối cùng thì Mehdi Taremi đã được chuyển đến châu Âu vào mùa hè năm 2019. Ngay lập tức anh để lại dấu ấn khi ghi 18 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Rio Ave của Bồ Đào Nha. Một năm sau, Taremi ký hợp đồng với FC Porto, nơi anh ghi trung bình ít nhất một bàn mỗi trận và giành chức vô địch liên tiếp vào các năm 2022 và 2023. Mùa giải trước, anh đã giành được danh hiệu vua phá lưới Bola de Prata nhờ 22 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Taremi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2015 và góp mặt tại FIFA World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Chân sút này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Iran tới trận đấu cuối cùng. Aram Afif, Qatar. Người hùng trong chức vô địch Asian Cup đầu tiên của Qatar vào năm 2019.
Akram Afif sẽ hy vọng truyền cảm hứng cho đội chủ nhà một lần nữa ở vòng đấu này. Afif đã ghi 3 bàn và có kỷ lục 10 pha kiến tạo tại một giải đấu Asian Cup, bao gồm một pha kiến tạo và thực hiện thành công một quả phạt đền trong chiến thắng trước Nhật Bản ở trận chung kết cách đây 5 năm. Màn trình diễn xuất sắc cho câu lạc bộ và quốc gia đã giúp Afif giành được giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019. Bên cạnh những cái tên nổi bật kể trên, Asian Cup năm nay còn có nhiều ngôi sao đình đám khác nữa như Wataru Endo của Liverpool, Takehiro Tomiyasu đang chơi cho Arsenal, Kim Min-jae khoác áo Bayern Munich. Và các bạn chờ đợi cái tên nào sẽ tỏa sáng? Hãy để lại bình luận và cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.